Hey, xin chào anh chị, chào mừng quý chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng, chuyên gia tư vấn bất động sản và nhà quản lý bất động sản cá nhân chuyên nghiệp. Trong nội dung video ngày hôm nay thì Hùng muốn chia sẻ với anh chị về một cơ hội đầu tư cho anh chị nằm tại xã Diên An của huyện Diên Khánh, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 10 phút di chuyển thôi. Phía sau lưng Hùng đây chính là cái vị trí đất nha anh chị. Thì vị trí đất nằm tại xã Diên An, bên cạnh đó là có con đường quy hoạch rộng 20m gần khu tái định cư của Diên An luôn. Thì để giúp cho anh chị hiểu rõ hơn, giúp cho anh chị dễ hình dung vào vị trí đất hơn, và bây giờ Hùng xin phép Hùng sẽ quay lại phía đằng trước và Hùng sẽ mô tả từ con đường chợ chiều đi vô tới cái vị trí đất của Diên An luôn nha. Và bây giờ xin mời tất cả anh chị cùng đi theo Hùng nha, cùng nhau khám phá về cái hạ tầng, cùng nhau khám phá về cái vị trí đất này. Xin mời tất cả anh chị. Xin chào anh chị, đó chính là con đường chợ chiều quy hoạch rộng 20m nha anh chị. Đây cái hướng này nè, cái hướng này là mình sẽ đi vào ủy ban nhân dân của huyện Diên An nè. Phía bên cạnh mình đây. Phía bên cạnh của mình đây này, đây chính là khu tái định cư Diên An nha mọi người. Đối diện cái mấy cái nhà trắng trắng đây nè anh chị. Mấy nhà trắng trắng đó chính là khu đô thị Phú An Nam 2 nha anh chị. Đó, hướng đây là hướng đi vô ủy ban nhân dân, hướng đi về thành phố. Đây. Còn đây, đó cái hướng ngược lại đây này. Hướng ngược lại này, đây không xoay này, hướng ngược lại đây chính là mình đi ra quốc lộ 1A nha anh chị. Rất là gần. Đó, chỉ cái quốc lộ 1A 50m thôi nha anh chị. Đó. Hướng đi ra lại quốc lộ 1A đó, chúng ta là quốc lộ 1A đó, là chỉ có 50m thôi nha anh chị. Đó, khu vực xung quanh thì nhà cửa đã ở san sát rồi, đất ở đây là quy hoạch đất ở đô thị nha anh chị. Đó, từ ngoài con đường chợ chiều nha anh chị, đây là đường chợ chiều đi vô vị trí đất chỉ tầm 20m thôi. Bây giờ Hùng đi vô trong, Hùng quay cái vị trí đất cho anh chị. Lợi thế của cái vị trí đất của mình á là có ba mặt tiền luôn nha anh chị, gần ba con đường lớn luôn. Thì sau này anh chị có mở quán ăn hay là nhà hàng hay là nhà nghỉ, cà phê cũng được, cà phê sân vườn ở đây rất là tiện. Đất của mình ở đây là diện tích là 445m² nha anh chị. Đó, không, đất mình ở đó, đó. Đây, phía sau đất mình đang được rào lại cẩn thận rồi. Đó, anh chị. Tính từ cái cục trắng đó chị. Đó, tính từ cái cục trắng đây. Tính từ cái cục trắng đó. Đó. Trong lưới mình là đất mình là được rào lại hết đầy đủ rồi. Đường chơi đất của mình là B40. Đó. Anh chị. Đó. Diện tích đất của mình là rộng. Đó anh chị, đó mình là ba mặt tiền luôn. Anh chị, đó, rất là tiện. Vị trí đất của mình là 445m², đường xe ô tô. Khu vực xung quanh đây thì rất là tiện cho anh chị mở quán ăn, nhà hàng, nhà nghỉ, quán cà phê vân vân. Hoặc là anh chị mua thì mình phân nền bán cũng được, 445m² lận. Này giá chỉ có là 8 triệu/m² thôi nha anh chị. Thì ở đây thì cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 10 đến 15 phút di chuyển thôi. Khu liên cơ của ủy ban nhân dân Diên An là đầy đủ hết, gần khu tái định cư, cách đường 3 tháng 10 chỉ là 1 phút di chuyển thôi nha mọi người. Gần bệnh viện, trường học, đầy đủ tất cả mọi thứ trong vòng bán kính từ 1 tới 2 km, thì đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh dành cho anh chị. Đó, anh chị đi từ con đường chợ chiều vào cái vị trí đất của mình là ngay chỗ cái ngã ba luôn, rất là tiện, rất là dễ dàng nhận hiệu, nhận diện thương hiệu cho anh chị. Anh chị ha. Rồi, quý anh chị nào có quan tâm đến cái vị trí đất này thì có thể kết nối với Hùng theo số điện thoại 0909 318 349 thì Hùng sẵn sàng đưa anh chị đi tham quan cái vị trí đất này nha. Thì Hùng xin nhắc lại những thông số về của vị trí đất. Tổng diện tích lô đất này là 445m², sổ hồng thổ cư 100% nha anh chị. Đó. Thì giá là 8 triệu/m² thôi. Bên Hùng sẽ bao toàn bộ phí cho anh chị. Và xin cảm ơn tất cả anh chị.